Alo. Bích hả? Chị Nương nè. Chuyện gì vậy chị? Đã ngủ rồi hay sao mà giọng lè nhè vậy? Cho chị gặp anh Sơn. Dạ, anh Sơn không có nhà. Nè, từ tối em có thấy chị Tuệ liên lạc với anh Sơn không? Chị Tuệ từ Hà Nội xuống sân bay là lên thẳng nhà em, chị không biết sao? Em đã chuẩn bị tinh thần khi gặp chuyện xấu nhất với Thịnh chưa? Lúc ở Hà Nội rồi đến nhà anh, em vẫn điên lắm. Nhưng trên đường ra đây em lại thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cảm giác mạnh của tốc độ xe ào ào khiến mọi thứ của đời người trở nên thành chuyện nhỏ. Nhưng cái chính á là tự nhiên em thấy mình dớ dẫn. Em không tin Thịnh xấu xa như mình đã nghi ngờ. Anh cũng không tin. Nếu nói Thịnh trở lại vụ đánh đấm thanh toán nhau vì chuyện gì đó thì có thể. Chứ chuyện trăng qua trời lạc thì khó. Anh nè. Vậy cho con vô nôi. Có vướng víu gì đâu mà phải đưa qua đó. Sách nào cũng nói rất rõ, để con gần hơi cha mẹ khi ngủ thì không bị giật mình. Em muốn nói chuyện này với anh. Nói trước là anh mệt á, ngủ đi lấy sức, mai bao nhiêu việc cần phải lo nữa. Vô duyên, em muốn nói với anh chuyện của con Tuệ. Sao em nói nó ngủ nhà bạn rồi mà? Vì sợ anh giận nên em nói dối. Em áy náy không sao ngủ được. Trước sau gì cũng vẫn phải nói cho anh biết. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Thật ra từ Đà Lạt, con Tuệ đã bay ra Hà Nội tìm Thịnh. Cái gì? Nó dám hả? Sao nó biết thằng Thịnh ở Hà Nội? Thịnh đã dùng máy của ai đó ở Hà Nội gọi mừng sinh nhật con Tuệ. Nó đã dò ra chủ máy. Con nhỏ này ghê thiệt. Nhưng ra Hà Nội không gặp, nó đã về Sài Gòn trong tối qua. Thay vì về nhà ăn cơm,
vừa xuống sân bay nó lao lên luôn nhà Sơn. Và trong đêm qua Sơn đã dùng mô tô chở nó đi, vì nó biết Thịnh Bò đang ở đó. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Nghĩ là nó vẫn quyết theo Thịnh Bò. Nó muốn trước khi đi Mỹ học thạc sĩ phải gặp Thịnh Bò để chia tay, nhưng mà Thịnh Bò vẫn tránh nó. Quá ra làm gì, nó vẫn bàn trước với em. Thật hiếm có đứa em chồng nào tin chị dâu hơn anh trai. Đâu có. Tối hôm qua, sau khi nghe anh nói con Tuệ không về nhà ăn cơm, em mới gọi điện thoại lên nhà Sơn. Bích nó mới cho biết. Anh không ngờ nó thương Thịnh Bò quyết liệt đến như vậy. Kiểu này có cho nó đi Mỹ thì cũng khó mà quên nhau được. Hay là giấy tờ xuất cảnh xong hết rồi, còn hay gì nữa. Anh với em hồi yêu nhau vẫn chưa là cái lô gì so với tình yêu kiểu của nó. Tại anh chứ không phải em đâu nha. Để em ẩm nó ra giường cho có hơi mình. Thôi kệ cho nó quen đi. Sách cũng có nói là để cho con nít nằm riêng sẽ sớm có tính độc lập. Tôi đặt hy vọng vào cậu và đội tuyển. Anh ba cứ an tâm, tôi thuộc đường đi nước bước của các đối thủ mà. Ở nhà đang chờ vinh quang của cậu và cả đội đó. Nhiệm vụ của cậu trong chuyến đi này là giữ cậu Thịnh, không để bất cứ tỉnh nào lôi kéo cậu ấy nghe. Anh lo vậy là chưa hiểu gì về Thịnh. Hạ ra đây, tụi mình trao đổi một chút. Cậu nhớ đừng để cho cậu Thịnh giao tiếp động, nhất là giới báo chí. Anh sợ cậu ấy bị mua chuộc lôi kéo hả? Không phải chuyện đó, cậu cứ nghe lời tôi. Khi về tôi sẽ trao đổi kỹ. Chúc cậu lên đường cùng anh em thắng lợi trở về. Chào anh. Chào anh. Chúc thượng lộ bình an. Tôi hoàn toàn tin ở cậu. Chào anh. Tôi sẽ không bao giờ phụ lòng tin của các anh. Xe hết xăng rồi. Phía trước có cây xăng không anh? Có, đằng kia kìa. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh. Ông nói có cây xăng mà sao vẫn bịt mù vậy? Anh cứ để em đẩy, một hai cây số là cùng chứ gì. Xăng rồi, còn chuyện gì nữa? Xin lỗi, anh quên. Em ngồi đi. Ai là để em đẩy bao giờ? Bài đặt, gần đến nơi rồi mới là bộ ga lăng. Sao ông có vẻ buồn vậy? Đi xa, ai chẳng có chút bâng khuâng. Tôi rất tin đội tuyển sẽ chiến thắng trở về. Tôi cũng tin như ông. Nếu gặp Thịnh anh cứ để em giải quyết nha. Nghe cứ như thượng đài, một mất một còn không bằng.
Dạ, bác làm ơn cho gặp anh Thịnh, huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo à. Đội tuyển lên đường ra Hà Nội dự giải quốc tế từ sớm rồi. Cả anh Thịnh cũng đi à? Không lẽ trò đi thẻ ở lại. Dạ cảm ơn bác. Không có gì. Giá như không có màn hết xăng, có khi còn kịp gặp. Hay mình đuổi theo? Thôi cho anh xin, nhiệt tình của anh đến đây là hết xăng rồi. Nhớ đuổi theo không kịp thì thà về Sài Gòn rồi bay ra Hà Nội có phải đỡ ngu không? Giờ anh tính sao? Vô đây ăn sáng rồi tìm chỗ nào ngủ một giấc cho lại sức rồi tính sao. Phở ở đây so với Sài Gòn không bằng. Vậy mà anh chỉ có 2 tô, còn em tới 3 tô lận. Ai như chị Kiều Viên ngồi trên xe kìa. Em đi trong gà quá cuốc, làm gì có Kiều Viên ở đây. No quá không sao ăn nổi. Tìm chỗ nào nghỉ đi. Anh không thể mở mắt được nữa. Để em ăn luôn tô này đã. Tuệ, ủa, đúng là chị Kiều Vi rồi. Vừa rồi xe chạy qua, chị ngờ ngỡ chiếc mô tô dựng ở cửa căng tin là của anh Sơn, nên giao hàng xong chị vội quay ra kiếm, không ngờ gặp em ở đây. Em với anh Sơn ra đây kiếm anh Thịnh, hai anh em chạy xe suốt đêm. Anh Sơn, ủa, anh Sơn ơi, anh Sơn, xin lỗi. Chờ chị một chút. Xin chào. Anh đang tới đâu rồi? Cách trung tâm hơn 100 cây số rồi. Có chuyện gì vậy? Tuệ đã ra trung tâm kiếm anh. Làm sao cô ấy biết? Sơn đưa ra. Theo em, anh nên tìm cách về đây một chút, rồi em sẽ bố trí xe hơi đưa anh đuổi theo đội tuyển sao? Đừng cho Tuệ và Sơn biết em liên lạc với anh bằng số máy này. Anh không thể quay lại được. Ra Hà Nội, anh sẽ liên lạc với cô ấy khi có món quà dành cho cô ta. Vô cùng cảm ơn em. Bye nha. Vừa nói chuyện với ai mà xúc động vậy? Thằng em ở Sài Gòn kể chuyện nhà, tự nhiên thấy thương hai đứa. Anh, Thịnh đang sử dụng số máy này. Dạ. Còn số cũ thì sao? Sợ Tuệ và bạn bè cũ truy ra, Thịnh đã đổi số mới. Sao hả anh? Không sao, đừng cho Tuệ biết chuyện này. Anh ốm đi nhiều quá. Em có đỡ không? Đỡ. Em đỡ rồi. Ngồi đi em. Lúc xe chị chạy qua cổng, em nói đúng chị Kiều Vi mà anh không tin. Hồi này mắt anh dám bị cận thị lắm á. Em uống cà phê nha. Cho em một chai sữa đậu nành. Hai anh em phải ghé vô trại tôm của chị để biết chị sống sao chứ. Hồi trước là đặc sản Sâm Cầm, bây giờ là đặc sản tôm biển. Chị Thuân. Chị Thuần, chú Trịnh đang chờ các anh chị. Văn phòng vắng vẻ quá. Chú Trịnh đang rất buồn. Sao dụ Thái Long, khắp nơi lên án chú là tư vấn cho Thái Long. Phản phé để dụ lợi, văn phòng vắng khách hẳn, một số luật sư còn bỏ chú ra đi.
Chị không ngờ sự thể lại như vậy. Chào chú. Chú cảm ơn các cháu đã tìm đến chú. Dù để cho thân chủ lợi dụng, rồi bất ngờ lật ngược thế cờ, để họ thắng tuyệt đối. Còn mình thì lãnh đủ tai tiếng như vụ Thái Long vừa rồi. Là bài học cay đắng lớn nhất trong đời. Chú phải mất hàng tuần lao đao. Vì không thể lường tới người ta có thể thí cờ đến mức đó. Họ thí ngay người tư vấn. Tài thái thí luôn người mình yêu là cô Tú. Tàn bạo và khủng khiếp quá. Đối với chú, đây là một thất bại quá lớn. Tụi cháu không ngờ chú cũng bị lãnh hậu quả. Chú cũng biết công ty Đặng Khoa của má cháu cũng đang bị Thái Long trả đũa. Trường hợp Đặng Khoa thì khác. Cần phải nói một cách công tâm. Má chồng cháu là người luôn đi nước cờ năm ăn năm thua trong làm ăn. Trước đó, chính bà đã làm khó Thái Long. Nếu họ không lì đòn thì cũng rơi xuống vực rồi. Nay họ vượt qua được thì mình phải lãnh đủ theo đúng lịch chơi. Khác với trường hợp của chú và Tú. Nhưng tụi cháu nhất quyết không để họ muốn làm gì Đặng Khoa thì làm. Cháu bàn với các bạn, cần chú giúp về luật. Dù hoàn cảnh ra sao, dù đang thắng lợi hay thất bại, thì vẫn phải dựa lưng vào luật. Nhất định chú sẽ giúp các cháu. Ý của chú sẽ xử với Thái Long ra sao? Về chuyện này, các cháu nên học ngay chính bản thư của các cháu đây nè. Cha chồng đang đại bại ở Savina, nhưng mặc ai nói, thư vẫn ở lại Savina làm việc. Mình thua vì mình kém là do mình tự thua, chứ họ đâu phải là kẻ thù của mình, đúng không? Cháu hiểu rồi. Vụ Thái Long vừa rồi cũng vậy. Chú đang là nạn nhân của họ, nhưng chú vẫn phải nói, nếu họ không tàn bạo như vừa rồi thì hiện nay vẫn xa lầy trong khủng hoảng và có thể dẫn đến rút khỏi Việt Nam thật. Họ chưa tin pháp luật Việt Nam, cũng như chưa tin ở chú. Ý chú vẫn là hòa giải với họ? Chú không phải nói vậy. Phải nghiên cứu thật kỹ thế cờ mới rồi mới rút ra cách đi. Nhưng mình cũng có lỗi, thì đừng vội coi họ là đối thủ một bất một còn của mình. Cạnh tranh không phải lúc nào cũng là chiến trường. Cạnh tranh đôi khi lại kích thích cho một sự hợp tác tốt hơn. Cuộc đời có quá nhiều chuyện bất ngờ. Ai có thể tin ngôi sao điện ảnh nổi tiếng một thời lại trở thành người đẹp như tôm? Không phải trở thành mà là giác ngộ. Nghĩa là chị bằng lòng với công việc này à? Tức là chị tìm thấy hạnh phúc trong công việc, ở nơi heo hút cực nhọc này. Ham thích thì có, nhưng hạnh phúc thì chị không biết chắc. Vì sao? Vì hạnh phúc là chuyện khác. Chị nói chị có anh Hai Bình, chồng sắp cưới rồi kia mà. Bắt đầu từ đây trở vào là những vuông tôm của trại. Hồi đầu tất cả ở đây đều là dùng cát quan. Em nể chị thiệt đó. Đây là khu văn phòng và nhà ở của cư dân trại tôm Hai Bình tụi chị. Xuống xe mới thấy vắng và buồn quá. Chị mới về. Hình như anh này... Cô đã từng nghi tôi là cái gian chứ gì? Dạ không có. Đây là anh Sơn, bạn chị. Còn đây là Tuệ, em gái của bạn chị. Đều từ Sài Gòn ra. Em, chuẩn bị cho chị ba chai bia Sài Gòn nha. Dạ. Hôm nay vẫn thu hoạch tôm nên mọi người đang ở ngoài hồ. Lát nữa mình sẽ ra ăn trưa với anh chị em của trại. Ngoài đó vui lắm. Em thử chạy xuống đó tham quan dư hút tôm của chị nha. Vô uống nước nghỉ ngơi rồi chờ chị đưa xuống. Kệ, em thích đi một mình. Đúng là anh nào em đó. Hôm từ trại giam về nhà anh ở cư xá, Chính Tri và Tuệ đã mời em về công ty làm việc, nhưng em đã ra đây. Mời anh vào uống nước. Vào uống nước đi anh. Em ở đâu? Phòng bên, nhưng còn tạm bợ lắm.
Tương lai chỗ này sẽ thành nhà ngói hết. Em sẽ ở nơi rộng hơn. Bây giờ vẫn còn chật và nóng. Anh xin lỗi. Em biết thế nào rồi anh cũng đến. Em khổ lắm phải không? Không. Bắt cóc được ông chủ về đây rồi. Em đến tận nơi thu hoạch tôm. Vui ơi là vui. Anh không biết tôi, chứ tôi có một thời rất ngưỡng mộ anh. Chúng tôi nhân đi ra đây. Cô em Tuệ đã nói. Kiều Vi, em mời mọi người ăn ở láng thu hoạch tôm cho vui. Nhưng anh đề nghị 40 năm chúng ta sẽ ra ăn nhà hàng thị xã. Vì ở đó nấu ăn ngon, lại có người phục vụ đàng hoàng. Cũng được. Tuệ đồng ý không? Em sao cũng được. Chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe. Em kịch liệt phản đối anh. Em chỉ muốn bỏ về Sài Gòn ngay bây giờ thôi. Một người đã là thầy lang, một người đã đi nuôi tôm, vậy mà còn muốn trở về thời diễn viên điện ảnh là không được đâu. Anh xin lỗi. Bích là người đàng hoàng. Chỉ riêng việc đêm hôm đồng ý cho anh đi suốt đêm với em đã là một dở quá lý tưởng rồi. Còn nếu như không có anh Hai Bình thì làm sao có chị Kiều Vi ngày hôm nay? Em cứ chửi anh nữa đi. Chuyện gì vậy Tuệ? Em đang tranh thủ cảm ơn anh Sơn đã giúp em ra ngoài này. Chị biết em vừa nói gì với Sơn rồi. Lỗi là tại chị. Chị vẫn không sao quên được anh ấy. Tú ơi, Tú à. Có chuyện gì vậy bác? Có xe tới đón con. Dạ, con xuống ngay bây giờ. Con vẫn hút thuốc hả?
Trước khi đi làm, bà muốn nói chuyện với con một chút. Sau tai nạn tình cảm với Tài Thái, con không suy sụp như những phụ nữ khác mà cứng rắn hẳn lên. Bà cũng thấy bớt lo, nhưng con lại chuyển qua một lối sống khác. Bà thấy con vẫn hút thuốc rồi đêm nào cũng đi vũ trường phải không? Ngay cả việc đi làm bằng xe hơi đưa đón, sau cái tai nạn hàng xóm người ta cũng dị nghị. Bây giờ con xin trả lời ba từng chuyện. Về việc đi làm bằng xe hơi chỉ có hai lý do. Thứ nhất là tinh thần của con đang có nhiều bất ổn, đi lại bằng xe gắn máy không an toàn. Thứ hai, con muốn ngẩng đầu lên sau tai nạn vừa rồi. Con không muốn bất cứ ai nhìn con với ánh mắt thương hại. Con nói tiếp đi. Về chuyện đi vũ trường, con mong ba thông cảm. Ít nhất vào thời gian lòng con đang bị tổn thương rất nặng này, con hết sức cô đơn, nên con cần những cảm giác mạnh để xóa. Dù trong chốc lát sự tổn thương đó, và con đã tìm thấy điều đó ở vũ trường. Mỗi đêm chỉ từ đó trở về, con mới có thể ngủ được. Nhưng mỗi đêm con trở về mở cổng ra sao, hàng xóm người ta đều biết con đi đâu về. Hàng xóm họ không đau khổ thay cho con, thì họ cũng không thể nhân danh cái gì để nhìn đúng về con hết. Còn về chuyện hút thuốc, con đã nói với ba rồi. Đây là một sai lầm trong lúc tột cùng đau đớn. Lúc tỉnh ra thì đã muộn, muốn sửa cũng không thể sửa được. Lúc này con cần sự tỉnh táo để giúp bác Đặng cứu công ty Đặng Khoa, chứ không phải nằm trong trại cai nghiện. Mà muốn vậy thì con phải hút tiếp, trong sự cố gắng để giảm dần. Con ngụy biện. Rất nhiều người cũng đã dùng những đối sách tạm thời như con để giải tỏa tâm lý, nhưng rốt cuộc chỉ ngày càng ngập sâu. Con biết bà rất thương con, nhưng nếu con không tự vượt qua được cuộc thử thách khắc nghiệt này, thì con cũng đành chấp nhận bi kịch mà ba lo xa như sự trừng phạt xứng đáng. Con không trách ai đâu. Con đi làm đi. Chào bác. Cháu chào chú. Hít nữa thì chú không nhận ra cháu. Vậy là cháu thành công rồi. Cháu đang cố gắng để trở thành một con người khác. Chú mừng là cháu đã mạnh mẽ hơn. Ông Trịnh khuyên chúng ta trong lúc này không nên có bất cứ phản ứng nào khác với Thái Long. Mặc dù đối với cháu là rất khó khăn, nhưng cháu cũng cho là vẫn bình thường quá để duy trì sản xuất. Đến khi họ chính thức trừng phạt ta, đồng thời cũng đủ thời gian để chuẩn bị lực lượng đối phó với họ. Bây giờ nó là chỗ dựa của tôi. Xin mời. Chào chị. Có chuyện gì vậy anh? Tôi đến đây để xin lỗi về những định kiến và những đối xử không phải với chị trước đây. Tôi đã quên những chuyện đó rồi. Việc để chị làm việc cô lập ở đây, và sau khi chị Lý Dân xuống quản lý trực tiếp công ty quảng cáo tiếp thị, khiến không chỉ riêng tôi mà nhiều người phải hối tiếc đã làm nhiều chuyện không hay khiến chị phải ra đi. Tuy ở đây chỉ có một mình, nhưng tôi vẫn làm được nhiều việc hữu ích cho Savina. Không quảng cáo tiếp thị thời gian qua, chi phí ngày một lớn, nhưng sản phẩm của Savina trên thị trường không những không tăng mà còn giảm tới mức đáng báo động. Chuyện đó tôi cũng biết, nhưng không thuộc trách nhiệm của tôi.
mời vô. Ôi anh, lâu lắm em không được gặp anh. Em mời anh ngồi. Nghe nói anh được đề bạt lên làm quản đốc rồi phải không? Thì nghe cô khuyên, từ khi có thêm bằng anh văn giao tiếp thuận lợi hơn nên họ cũng tín nhiệm và cất nhắc. Ở dưới nhà máy, anh nghe nói cô bị tai lưu cô lập cho ngồi chơi xơi nước. Nhưng anh không ngờ cô lại tới nông nổi tướng không quân như vậy. Anh đừng nói chuyện đó nữa. Anh tới tìm em có việc gì? Không phải chuyện con Thuần, anh tìm cô làm gì? Đang yên, đang lành ở chỗ chú Tri cô nương, nó lại khăng khăng đòi về chỗ văn phòng ông Trịnh, đang mất uy tín sau vụ tư vấn cho Thái Long. Thiệt không? Bây giờ anh nói, em mới biết đó. Trong đám mấy đứa bạn gái, nó nể cô nhất, cho nên muốn nhờ cô khuyên giúp nó một câu. Nó có tính thương người không phải là xấu. Hễ ai thất thế thua thiệt là nó thương. Nhưng cái nghề luật sư, cô biết, kể từ thằng Trọng là bài học đầu tiên, giờ đến ông Trịnh, thắng 10 vụ cũng nghe dễ dàng thiệt, như thua một vụ là thân bại danh liệt, tai tiếng để đời. Nên anh muốn nhờ cô khuyên giúp nó một câu. Trong tụi em, Thuần là đứa chín chắn nhất, nên nó không quyết định việc gì mà nó không suy nghĩ kỹ đâu. Chín chắn nhất, nó đã không chọn lầm thằng Trọng, để rồi bây giờ chuyện tình duyên không ra gì. Chuyện tình duyên không phụ thuộc vào sự chín chắn hay vội vàng đâu anh ơi. Để em gặp nó sẽ tìm hiểu kỹ. Nhưng theo em, muốn yên ổn thì làm việc ở chỗ Tri nương sẽ yên ổn hơn. Thu nhập cũng cao hơn hẳn bên ông Trịnh cô à. Em biết những biến động trong quan hệ của chúng ta nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, trong liên doanh với Thái Long và Savina, đã khiến anh rút ra kết luận: nếu chúng ta không đủ sức mạnh độc lập và bình đẳng, thì cho dù chúng ta có liên kết với ai, chúng ta cũng vẫn lệ thuộc, và tình hình sẽ đặc biệt xấu mỗi khi có sóng gió bất thường trên thị trường hay chính sách kinh tế. Trong giai đoạn này, và có thể trong nhiều năm nữa, tình hình cũng không thể khác. Vì về mặt công nghệ và vốn liếng, không chỉ chúng ta mà mặt bằng cả nước đều thua kém hơn các nước có kỹ nghệ tiên tiến. Nhưng sống chung trong sự bất bình đẳng này là bao lâu? Anh muốn sống riêng. Anh phải cẩn thận, không lại rơi về thời bế quan tỏa cản, tự lực cánh sinh đó. Đã có một thời, anh rất thành công trong công việc nghiên cứu phần mềm. Đó là niềm đam mê và sở trường của anh. Khi công ty hợp tác với Thái Long mở rộng sản xuất, anh lại chuyển sang làm quản lý, bỏ sở trường sang làm sở đoản. Không phải do em đâu đó nghe. Anh muốn song song với việc hợp tác với Thái Long, chúng ta phải tìm con đường đi riêng để phát triển từ sở trường của mình. Bây giờ em có thêm Thuần rất được việc rồi, nên anh có thể tách ra một công ty phần mềm. Em ủng hộ, nhưng theo em thì chưa nên làm ngay, mà cần có giai đoạn chuẩn bị kỹ về chương trình và nhân sự. Với lại... Lại gì? Hình như em lại có bầu. Trời, sao lại có thể dỡ kế hoạch được? Cũng không sao, em xin một loạt mấy đứa rồi nghỉ khỏe cũng được. Vậy là lại phát sinh thêm chuyện mới. Thuần nè, tụi này đang chờ Thuần đến để trút thêm lên vai Thuần gánh nặng đây. Gánh nặng gì? Thuần đau mắt hả? Hay lại khóc? Chuyện này cả tuần nay mình dây dứt hoài, nhưng vẫn phải nói với các bạn. Nhưng chuyện gì mới được chứ? Anh Chất. Em chào anh. Tôi phải xin nghỉ buổi làm, tới đây nói với cô chú về chuyện con Thuần. Nó đã nói với cô chú về chuyện xin đi chưa? Thuần đi đâu? Nó tính trở về văn phòng ông Trịnh thì có điên không chứ? Thiệt không Thuần? Thú thật với các bạn, hồi xảy ra bi kịch với Trọng, mình đã bị khủng hoảng ghê lắm, và nghĩ rằng nghề luật sư không hợp với mình. Nhưng sau đó, những chuyện riêng không còn gây sốc, mình lại nhớ về nghề cũ. Mình nhớ lắm, nhưng mình lại không dám thổ lộ với ai, bởi vì vợ chồng các bạn đã đối xử với mình rất tốt. Tốt chẳng là cái quái gì, mà là tụi mình rất tin Thuần,
Vừa rồi mình bàn với Nương, trong hướng phát triển sắp tới của công ty, Thuần sẽ phải lãnh một trọng trách rất lớn. Mình cũng biết vậy, nên mình đã cố gắng dằn lòng để an tâm ở lại đây. Nhưng vừa rồi thấy thương chú Trịnh quá. Chú ấy đang gặp khó khăn sau vụ tư vấn cho Thái Long, nên mình muốn trở về với chú ấy. Cô về thì giúp gì được? Ông Trịnh thiếu cô cũng có giải thể văn phòng đâu. Anh Chất nói đúng đó Thuần à. Một luật sư giỏi như chú Trịnh thì dù Thái Long ít nhiều có tai tiếng cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Chú ấy sẽ phục hồi lại rất nhanh. Mình không nghi ngờ năng lực của Thuần. Nhưng Thuần là con người của sự tham mưu tư vấn, chứ không phải là con người trực diện của các biến cố. Đó, chỉ mới có chút xíu thôi mà mắt đã đỏ que lên rồi. Nếu không có chuyện gì rất cần ở công ty thì mình vẫn muốn Thuần ở lại. Mình biết thế nào các bạn cũng sẽ ngăn cản mà. Mình rất trân trọng tình yêu của Thuần đối với nghệ luật và tấm lòng của Thuần đối với chú Trịnh khi chú đang gặp khó khăn. Nhưng tại sao tụi mình cũng đang gặp khó khăn, đang cần Thuần thì Thuần lại bỏ tụi mình ra đi? Chú Trịnh mời Thuần về văn phòng hả? Chú ấy chưa nói gì. Vậy là rõ ràng cô diễn dông chưa? Cái gì ăn có mời, làm có khiến. Người ta chưa hề mời mà mình đã tính đến thì tự trọng ở đâu chứ? Chuyện của cô đến đây chấm dứt được rồi đó. Sáng nay anh đã bàn với cô Thư, còn bây giờ có cô Nương, chú Tri, anh tuyên bố dứt khoát cô không được đi đâu hết. Xin chào. Có cô Thư ở đây rồi. Cô nói luôn ý kiến cô bàn với tôi sáng nay đi. Thuần nè, luật sư là một nghề sóng gió. Mình cũng rất thích hòa mình vào sóng gió để chứng tỏ phụ nữ tụi mình cũng bản lĩnh và không thua kém đàn ông. Nhưng thú thật, mình chưa bao giờ thèm sự yên ổn như lúc này, nên mình cũng khuyên Thuần chọn lấy sự yên ổn. Cô còn muốn nói gì nữa không? Ở lại với tụi mình đi Thuần à. Đồng ý thì bắt tay mình cái. Chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của giáo sư. Mong anh hiểu cho, tôi cũng làm hết trách nhiệm của một công dân với cơ quan pháp luật thôi. Má Thư về rồi, cô Bin ra đón má Thư nghe con. Ủa ông à. Con chào ông ngoại đi. Ông về sao không báo trước cho tôi một tiếng? Tôi không tính ghé vô đây, nhưng rồi có chút chuyện không ghé vào không được. Con chào ông à. Chị bỏ con gà trong tủ lạnh ra, để lát nữa tôi nấu thêm thức ăn nghe. Dạ. Đây ông ngoại cho cô Bin cái này đây. Cảm ơn ông ngoại đi con. Đó, nó ngó ông ngoại như vậy là nó nhớ ông ngoại lắm đó. Con Thư chưa về à? Chắc nó cũng sắp về đó. Hồi này ông ốm đi nhiều quá. Ba à, con. Có việc này ba tính chờ thứ bảy má và con lên giường ba mới nói. Nhưng ba sợ đến hôm đó thì trễ nên phải về đây. Theo con, chuyện con Tuệ theo Kiên đi Mỹ vẫn phải nên tế nhị. Nếu nó không thật thoải mái, mình cũng không nên ép. Con vừa nói gì vậy? Ba nghe không rõ. Nó đã đồng ý đi rồi, sao bây giờ chính con lại có vẻ băn khoăn thay cho nó? Má thật không hiểu gì hết. Con có nói nó không đi đâu. Ý con muốn nói á, con này tính khí rất thất thường. Ba hồi thích đi, ba hồi không thích, nên mình vẫn cứ phải mềm mỏng. Con nói đúng, không mềm mỏng nó tự ái điều gì. Nói không đi thì cả nhà thêm mệt vì nó. Cháu cũng tán thành với ý kiến của anh Tri. Với một cô gái có cá tính mạnh mẽ như Tuệ thì sự đối xử mềm mỏng là cần thiết.
Cảm ơn anh nhiều. Sẽ gặp nhau sau. Chúc mọi sự tốt lành. Bye nghe. Cô, gì vậy? Cậu Chi dặn cô, ông bà có hỏi thì nói là đi công tác ở Cần Thơ về. Tại sao? Còn hỏi tại sao nữa? Tao biết mày với Sơn ra miền Trung làm gì rồi. Còn mày muốn ba bệnh thêm rồi má bệnh theo nữa thì cứ vô mà nói thiệt. Em biết rồi. Cô chào má, cô chào ba. Chị Nương, chào anh Kiên. Anh Tri đã báo con tin vui chưa? Con đã kịp nói với nó câu nào đâu. Anh Kiên đã lo xong hết thủ tục sang Mỹ học thạc sĩ cho con rồi đó. Vé máy bay cũng mua xong rồi. Sao lẹ vậy? Dù sao em cũng cảm ơn anh. Thôi, mọi người vô ăn cơm đi. Khỏi, ba đi được. Em á, kẹn lắm nha. Mày muốn làm cái gì, mà cho chị biết trước nha. Công an họ đưa ba về lại nhà bác Thức. Hiện đang khóa trái để đó, với hy vọng là ba cố nhớ lại hôm cùng ông Đặng đến nhà ông Thức để nhận tấm phong bì do ông Thức trao. Con nhớ vấn đề này công an họ đã đề cập nhiều lần, và lần nào ba của Khoa cũng xác nhận là chính ông đã nhận mà. Nhưng tấm phong bì đã biến mất tại nhà ba Khoa, trong khi tờ giấy ủy quyền công an họ lại tìm thấy ở một người hàng xóm nhà ông Thức. Về nguyên tắc, không có giấy ủy quyền thì tấm phong bì cũng vô giá trị với cách ký gửi ở ngân hàng. Nhưng công an họ xác định được giám đốc ngân hàng từng là bạn thân của ông Đặng. Hai người từng có hỗ trợ nhau về lợi ích hồi ông Đặng còn làm tổng giám đốc liên doanh. Họ nghi ông Đặng đã lấy được thứ gì đó trong cách ký gửi của ông Thức à? Họ không nói thẳng điều này ra, nhưng họ rất quan tâm về việc ông Đặng đã dồn hết số vốn vào công ty Đặng Khoa rồi về vườn ở ẩn. Sao bỗng nhiên có hàng chục tỷ đồng để đầu tư cho nhà máy trên vườn? Hóa ra trước đây con đặt dấu hỏi về nguồn gốc vốn đầu tư này của ông Đặng là sáng suốt. Sự việc đến nước này, theo ba, không phải chỉ công an điều tra, mà ngay chính chúng ta cũng phải quan tâm về nguồn gốc số vốn của ông Đặng. Vì là thông gia, chúng ta không thể vô tình. Hơn nữa con là dâu trong nhà đó. Về số vốn hàng chục tỷ đồng của ba Khoa cần phải tìm ra nguồn gốc, nhưng thông đồng với ngân hàng để lấy tài sản ký gửi trong két, con cho là không phải hành động của một người như ba Khoa. Bây giờ những trò tham nhũng, gian lận, nó tinh vi lắm con à. Trước đây, ông ấy đã từng chấp nhận đầu hàng lão Trần ở Savina để nhận một số tiền lớn về nghỉ hưu mà. Đó chỉ là sự tham lam xảy ra giữa lúc đang dao động. Còn dùng thủ đoạn gian manh để chiếm đoạt tài sản của người khác, con nghĩ một người như ba Khoa không thể và cũng không dám làm. Có thể con có lý, nhưng con vẫn phải tích cực quan tâm, vì con không thể để Khoa rơi vào tình trạng xấu nhất khi nó xảy ra. Alo, chị hả? Em đang ở đâu mà nghe nhạc ầm ĩ vậy? Em đang ở nhà, buồn thì mở nhạc điếc tai chơi thôi. Chị tới em rồi hai đứa đi ăn tối nghe. Nếu chị tới để an ủi em thì chị đừng tới. Chị muốn em an ủi chị thì sao? Có khi hờ hững trôi, có khi là sóng lớn, có khi chẳng nắng mai, có khi đầy bóng tối. Đường đời gặp ghềnh lắm lúc, nghe lời nhịp chân, nụ cười nhiều lần héo hắt, cơn đau chấp ngơ. Yeah, dù thế vẫn như cuộc đời vô cùng, đến sau vẫn xem một vòng tay rồng, vẫn ngọt ngào tiếng hát.
dàng đón bước chân ta đi về. Dù thế hãy cho cuộc đời nụ cười, vì thế hãy dâng cuộc đời nụ hồng, thắp một ngọn đuốc sáng dắt dìu nhau bước tới tương lai rạng ngời. Có đôi lần bước đi bỗng nghe lòng bối rối, biết đâu là tiếng cười, biết đâu là nước mắt, đường dài một mình bước mãi bơ vơ trời đêm, đường dài một mình bước mãi âu lo chất ngơ. Yeah, người đến với ta một ngày nắng hồng, rồi nói với ta một lời mặn nồng, những muộn phiền đã hết, anh mình đã sang xua tan đêm dài. Người đến thắp lên trong ta hy vọng, người xóa hết trong tim ta tuyệt vọng, những buồn phiền đã hết, anh mình đã sang xua tan đêm đông. Người đến với ta một ngày nắng hồng, rồi nói với ta một lời mặn nồng, những buồn phiền đã hết, anh mình đã sang xua tan đêm dài. Người đến thắp lên trong ta hy vọng, người xóa hết trong tim ta duyên vọng, những buồn phiền đã